Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 trên 6 của bài 16 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái bản từ Thứ nhất chúng ta có từ sửa hô Sửa hô âm hán Việt là thời hậu Thời thì thời điểm, thời cuộc, thời chiến, thời bình Từ thời này còn dùng rất nhiều Và hậu nằm trong từ khí hậu cũng còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình với cái nghĩa là lúc hoặc là khi. Chúng ta có những cái cách dùng này, dù sự hô là có khi. Trên lì tung thiên, dù sự hô xe Trên lì là ở đây, à, tung thiên, dù hô xe xuệ. mùa đông có khi có tuyết. Một cách dùng khác nữa là na sự hô. Na sữa hô là lúc đó, na là đó hoặc là kia. Chỗ thiên xe hù san tiền, thiên xe san tiện 3 giờ chiều ngày hôm qua Wǒ zài tôi ở trong phòng học. Na là lúc đó, 外边下着大雨呢.外边下着大雨呢. bên ngoài đang mưa to, là đang mưa. Từ hay đi với với đằng sau. Cách dùng thứ ba của nó là ở hồ. hồ, chi Khi nào bạn đi ra sân bay vậy? Ni sầm mơ sở chúng ta cũng có thể nói là sầm mơ sở hô nì chi Nhưng mà thường thì người ta hay nói như vậy hơn. Ni sầm mơ sở Trung Quốc, ni sầm mơ sở hô lại, nì sầm mơ sở Mỹ vân vân. À, kế tiếp nữa là một cái hành động gì đó xong rồi tơ sở hô là khi diễn ra cái hành động đó. Ví dụ như khi tôi ăn cơm là wò chư văn tơ sở hô. Khi tôi đi Trung Quốc, wò chi Trung Quốc tơ sở hô. Khi tôi học ở Trung Quốc, và trai trung của sĩ thời hồ, khi tôi học ở Trung Quốc. Ở trong đây ta có ví dụ, chó thiên nì lại thời hồ, hôm qua khi bạn đến, và trai cái lão sư tà tiến hoa nè, tôi đang gọi điện cho thầy giáo. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Trơ lì tung thiên, dù sư hồ xe xuế. thiên xe vụ san tiền, và trai cho sư lì. 那时候外边下着大雨呢。你什么时候去机场？昨天你来的时候，我在给老师打电话呢。kế <laughs> tiếp chúng ta có từ thứ hai là phăng cha phăng ở tiếng việt là phóng vẫn còn dùng nhiều ví dụ như là phóng sinh phóng túng là giải phóng nè vẫn còn dùng và cha âm ở việc là giả à, khi mà nó mang cái nghĩa là giả thì nó đọc là chả ví dụ chả hô là hàng giả chả sẻn là tiền giả từ giả này vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình với cái nghĩa là nghỉ phép nghỉ theo mùa hoặc là định kỳ ví dụ nghỉ vào cái mùa hè rồi nghỉ đông vân vân chúng ta xem các ví dụ bên dưới xèo trang nì xẻ xèo sớm mơ hô Nì xuế xeo sấm sử hô phan cha. Trường của bạn khi nào thì được nghỉ vậy hoặc là khi nào thì nghỉ phép vậy. Xe cơ dê sử hô hò. Xe cơ dê sử ngày 15 tháng sau. Xe cơ dê là tháng trước, xe cơ dê là tháng này và xe cơ dê là tháng sau. Nì sẽ xeo nữa. Còn trường của bạn thì sao? kênh nì sẽ xeo dĩ dàng. Cũng giống như trường bạn vậy. Dạ sơ lưu dê sử hò cũng là ngày 15 tháng 6 như vậy là xe cơ duyên ở bên câu ở bên trên đó ngầm chỉ là tháng 6 đó phân gia là mình sẻ hoa hoa bà gia là được nghỉ rồi hoặc là nghỉ phép rồi của sẻ hoa hoa bà chúng ta đi học vẽ tranh đi chúng ta đi học vẽ tranh đi họ à, được đấy của hấn hoan sẽ hoa hoa hoan sẽ hoa hoa tôi rất thích học vẽ tranh

hầu á hoan sẽ hoa hoa cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ ba đó là từ cha chi cha chi là âm hán việt là giả thì vẫn còn dùng và từ chi là chữ kỳ ở trong định kỳ nè kỳ hạn nè chu kỳ vân vân nó đều dùng cái từ kỳ này và cha chi có nghĩa là cái kỳ nghỉ nó là danh từ cũng theo mùa hoặc là định kỳ Quảng lãnh, cha chi lì, nì chi nả. Quảng lãnh, vương lan à, cha chi lì là trong kỳ nghỉ. Nì chi nả, bạn đi đâu vậy? Quả nả tô bố chi. Quả Tôi á, đâu cũng không đi hết, tức là không đi đâu hết. Nả tô bố chi. Quả hủy lào giá khánh phu mụ. Quả hủy lào giá khánh phu mụ. Tôi về quê thăm bố mẹ. Lào giá là quê. Hủy lào giá về quê. Nì phu mụ tru chai sang hải má Nì phu mụ tru chai sang hải má Bố mẹ của bạn có sống ở Thượng Hải không? Bù, không của, chị. của chị. Ông bà sống chung với uh, chị của tôi A kênh Tức là A sống chung với B Tha của Ní chè chè là chị của bạn tru nợ nó hay là tru chai nọ nó cũng được, không có từ trai thôi, không sao cả. tha tru chai Hàng Châu. tha tru chai Hàng Châu. Chị ấy sống ở Hàng Châu. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Quảng lãnh, cha chí lị, ní lào chá khánh phu mụ.

âm à, việc là đã đã có nghĩa là đánh từ này chúng ta gặp rất là nhiều đã đảo đã thương vân vân và từ xoan là toán cũng còn dùng nhiều tính toán từ toán đó à, có nghĩa là tính hoặc là dự tính tính hoặc là dự tính mình tính sẽ làm gì đó chúng ta xem ví dụ bên dưới xeo wang cha chi lì ni cho cho bạn vương à trong kỳ nghỉ bạn dự định làm gì ni tà xoan dự định hoặc là tính cho sớm mà. xoan suy nản chiến. Quả xoan suy nản chiến tôi dự định đi Nam Kinh. Nản chiến là Nam Kinh. cho nàr cho bạn đi đến đó để làm gì? Quả suy khan lào lào Tôi đi thăm một người bạn cũ. Lào phận dồ là bạn cũ. Nì suy tố Nì chui tố chiều bằng đi bao lâu? Lẹng cơ xinh xí hai tuần Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xeo quán chá chi lì nì cho sầm mò Wó nán chín Nì chui nà cho sầm mò Wó yêu Nì chiều cơ sinh si Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ năm là lì xiển Lùi xiển ở mang việc là lữ hành Vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình Lữ hành, lữ khách, lữ quán gì đó Hành trình gì đó đều dùng từ hành này Có nghĩa là du lịch thôi Như vậy đi du lịch là suy lùi xiển Chúng ta cũng có thể nói suy lì dỗ được Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xèo liễn, chín nén xa thiên, suy lì xiển mà Xeo liến chi nén xe thiên, bạn lâm mà mùa hè năm nay. Nì suy lì xiển mà, bạn có đi du lịch không? Quả sàn suy trung của. Quả sàn suy trung của tôi định đi Trung Quốc. Bù trì to chuy nở họ. Bù trì to chuy nở họ, không biết đi đâu cho hay đây. Nì suy quay liễn bà. Nì suy quay liễn bà, bạn đi quế lâm đi. Nà phân diện hẳn mệnh. Na phân triển hình mẹ Ở đó phong cảnh rất là đẹp Hoặc là phong cảnh ở đó rất đẹp Mẹ đây là bằng với Pheo Leng Hoặc là Hào Khan <laughs> Sư sì mà Xe Thiên Thiên Chi Sầm Má Giang Sư sì mà à, Phải không hoặc là thật không gì đó à, Xe Thiên Thiên Chi Sầm Má Giang Mùa hè thời tiết thế nào Bùa thai rơ Không nóng lắm Na họ của thiên nị ta Thế thì tốt rồi. Na họ của thiên nị tức là của thiên nị ta hoa, tôi nghe lời anh hoặc là tôi nghe lời bạn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Xeo liến, chi nến xa thiên, nị suy lì xuyến ma. Ủa xàng suy trung của, bù trí na suy nả họ. Nị suy quay liến ba. Na phân trình hẳn mệnh. 是吗? Hạ Thiên, thời tiết怎么样? Không太热. Na hò, tôi nghe của. tiếp nữa chúng ta có từ thứ sáu, từ thứ sáu pú với cua ghép vào ta đọc là pú cua. Bố âm văn Việt là bất quá Nó có vài cái nghĩa Nhưng trong phạm vi của bài thì có nghĩa là sông hoặc là nhân Nó cũng giống như khờ sư tan sư Nhưng mà cái nghĩa của nó nhẹ hơn một chút Từ sông thì có người thích dùng Có người không thích dùng Ví dụ tôi rất thích đi du lịch à, Sông chưa có thời gian nên chưa đi Thì sông nó có nghĩa là nhân thôi Nhưng chưa có thời gian nên chưa thể đi được Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xa cơ duyệt thổ có nghĩa là đầu tháng sau, đầu tháng nó cũng dùng từ này. Xe cơ duyề thổ và suy Hangzhou, ma. Đầu tháng sau tôi đi Hàng Châu, bạn có đi không? nǐ suy ma. Tôi cũng rất muốn đi Hàng Châu, tôi cũng rất muốn đi Hàng Châu. Tuy tôi cũng rất muốn đi Hàng Châu, nhưng tôi của giao sen đi quay Châu. Trước hết tôi phải đi Hàng Lâm Nì, Nì sớm sớm hủy lại Hủy lại ta có thể đọc nhẹ thành là hủy lại Khi nào thì bạn trở về hoặc là về đây lại ngày ba thì đi Sớm hào hủy lại ngày mười về tấn hủy lại tấn hủy lại tôi chờ bạn về Wò mến y chì suy má Tôi chờ bạn về rồi chúng ta hãy cùng nhau đi hàng dâu được không? Na tha họ là xe xe ni. Thế thì tốt quá. Cảm ơn bạn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xa cơ thổ của chú hãng râu. Nị ba? chú. Bố cô, ở dạ Quy lĩnh. hồ 3 hào 10 hao lại. Wo tấn ni hồi lại. Wo mến y chi chi hàng hao ma. Na tai hao la, ni. Từ thứ bảy chúng ta có từ tai, tai âm à âm việc là ngai hay là ngốc thì không thấy còn dùng nữa. À, với cái nghĩa là ở lại hoặc là lưu lại trong thời gian ngắn từ này có những nghĩa khác nữa chúng ta sẽ gặp ở trong những bài sau chúng ta xem ví dụ bên dưới à, ví dụ có một cái đứa con nói chuyện với một người bố bà bà, sư xuyên, mình chiến, ba bà trời xưa lụy xiển, huống anh trai bầy chiến, tay thiên, ba bố ơi, trời xưa lụy xiển, lần này đi du lịch, huống anh trai bầy chiến, tay thiên, chúng ta sẽ ở lại mấy ngày

à, bây giờ thời tiết ở Bắc Kinh thế nào? Xin giải sự chiếu thiên Xin giải sự chiếu thiên Bây giờ là mùa thu Thiên chi hình lẻn hoài Thiên chi hình lẻn hoài Thời tiết rất là mát mẻ Na thai họ là Thế thì tốt quá Bố giao tay máu y Bố giao tay máu y Không cần phải mang theo áo len Tay là mang theo máu y là áo len

Xin sư thiên, thiên chi khoai. thai Từ thứ 8 chúng ta có từ khuế lại. Đúng ra thì là hủy lại nhưng mà đây nó đọc nhẹ thành hủy lại. Chúng ta đọc là hủy lại cũng không sao. Không sao cả. Hủy ở mắt việc là hồi dùng nhiều và lại là lai cũng còn dùng. Có nghĩa là trở về hoặc là về đây Chúng ta xem ví dụ bên dưới xiao lín nì cơ gơ sớm mơ sớ hô hủy lại à Xeo lín nì cơ gơ sớm mơ sớ lại à Bạn Lâm mà anh của bạn khi nào thì trở về vậy Tức là cái người anh của bạn Lâm đi đâu đó Thiên số xa cơ duyên thay chiêu hủy lại Thiên số xa cơ lại Nghe nói tháng sau anh ấy sẽ trở về Dù sớm mơ mà dù sao mới sư mà Có việc gì không Wò sáng xin tha băng wò Mãi tiền tôn xí Wò sáng xin tha băng wò Tôi muốn nhờ anh ấy giúp tôi Mãi tiền tôn xí Mua một ít đồ Tôi muốn nhờ anh ấy Mua một ít đồ giúp tôi Nì giao mài sao mới tôn xí nè Nì giao mài sao mới tôn xí nè Bạn muốn mua đồ gì vậy bạn muốn mua những gì vậy? Tôi muốn mua một bản tiếng Hàn sử điển. Tôi muốn mua một quyển. Tôi muốn mua một quyển. Yên tiền. là từ điển. tiền là từ Anh hán. Họ huê của thá. hoa. Cao Họ là huê là một lát nữa. Một chút nữa. Của hoa. Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy. Của chú thá. Tả cơ tiên hoa. Cao su thá. cho anh ấy

Tôi要买一本英汉词典。好，一会儿我就给他打个电话，告诉他。đến <laughs> đây mình xin kết thúc phần 1 trên sáu của bài 16. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chào.